Và đây cũng là một người mẹ, thưa quý vị. Và chắc chắn rồi, một người mẹ nhiều con nhất Việt Nam, thưa quý vị. Các nghệ sĩ cũng như là đi đâu ai cũng gọi là mẹ. Một tràng pháo tay thật lớn cho mẹ Lệ Thủy. Lệ Thủy xin gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất ạ. Kính thưa quý vị, và hôm nay bài hát đầu tiên, Lệ Thủy sẽ ca một bài tân cổ giao duyên, tân nhạc Thanh Sơn, giọng cổ Dương Đình Trí. Đó là bài Hành Trình Trên Đất Phù Sa. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Quý vị ơi, bây giờ là đi du lịch với Lệ Thủy với chồng nha. Đi từ Sài Gòn đi về nhà, về Long An nè, về Mỹ Tho, về Tho Trang nè, 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 cơn mưa chiều tươi mát ruộng sâu, phố
cảm ơn. Trời hung quá trời của đất. Đi đi đi. Cảm ơn. À, và tiếp theo thì trời cảm ơn. Đất trời ơi. À, cảm ơn rất nhiều. Rồi giờ lên đi em, lên lên tặng hoa cho Lệ Thủy nha. Rồi. Đêm mà về nghe lại thấy về có đi đêm. Cái nào mới đi đêm nha. Về có bị la không? Chồng cũng có đi luôn, vậy thiệt. Lại thấy hung, lại thấy cái. Ổng có biểu hung được chồng cái không? Có, hung cái nữa. Rồi cảm ơn em rất nhiều. À, cảm ơn rất nhiều. Trời, chịu câu đó nhất đó. Tại vì có sức khỏe mà trẻ mãi không già để hát lại cho em nghe phải không? Cho bà con nghe phải không? À, xin cảm ơn. À, kính thưa quý vị, đáng lẽ là Lệ Thủy chỉ có hai bài thôi, nhưng mà khán giả yêu cầu thì bây giờ trước khi Lệ Thủy ca đó thì Lệ Thủy xin phép với thầy. Hôm nay thì ngày mai mới vô lễ. Cho nên xin phép thầy cho Lệ Thủy ca bài đời một chút. Lệ Thủy sắc một trích đoạn. Mà quý vị nào mà biết Lệ Thủy suốt mấy chục năm nay thì đều biết cái vở tuồng này của sư giả Yên Lan. Trích trong vở tuồng Đêm Lành Chùa Quan. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Bye.
ơn rất nhiều. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể tăng ni cũng như quý Phật tử, đây là nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy và cũng là Phật tử thuần thành. Phật tử thuần thành, do đó mà đáp lời mời của ban tổ chức, Lệ Thủy trở về quê hương An Giang và trở về chùa Thành Hoa để góp vui trong ngày đại lễ của Đức Tôn Sư khai sơn tạo tự nơi đây. Quý vị đến ủng hộ Lệ Thủy thật đông đủ thế này. Một lần nữa, thầy thay mặt tăng ni ở chùa Thành Hoa kính chúc Lệ Thủy thân khỏe, tâm an và đình trụ lâu trên cõi đời để đem tiếng hát vui vẻ cho mọi người. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Cảm ơn thầy rất là nhiều. Quý vị ơi, đáng lẽ là thời gian thì cũng không có, cho nên giờ Lệ Thủy xin tạm biệt. Mong có dịp, nếu mà còn duyên á thì Lệ Thủy trở về nữa và hát rất nhiều cho bà con nghe. Lệ Thủy chúc bà con ở lại vui vẻ, làm ăn phát tài, vạn sự như ý. Xin cảm ơn rất nhiều. Quý vị ơi, chương trình còn rất là dài. Còn em gái của Lệ Thủy nữa là Thoại Mỹ, rồi các cháu nữa, quý vị ở lại nha, chờ đợi nha. Tại vì đáng lẽ là Lệ Thủy phải hát sau, nhưng mà tại vì bây giờ phải về Kiên Giang để nghỉ ngơi sắm mai 10 giờ với chùa cũng làm lễ nữa, cho nên là Lệ Thủy phải đi sớm. Mong quý vị thông cảm nha, ở lại ủng hộ cho em gái của mình và mấy cháu nữa nha. Hơn chúc quý vị vui vẻ nha. Tạm biệt, tạm biệt. Và một tràng hố tay nữa để tri ân cho mẹ Lệ Thủy ha. Cảm ơn các thầy. Cảm ơn quý bà con.